Phát hiện đột biến mới của biến thể Delta. Các nhà nghiên cứu Sri Lanka hôm 19 tháng 11 phát hiện một dòng phụ mới của biến thể Delta, đặt tên là B16172A104. Đây là biến chủng Covid-19 thứ ba có nguồn gốc từ Sri Lanka. Loại đầu tiên là B411, loại thứ hai là B16172A28. Đây là cái thứ ba. Tiến sĩ Chan Imajiwada, giám đốc khoa sinh học phân tử và tế bào của Đại học Sri Jayawardene cho hay. Giới trách y tế Sri Lanka vẫn chưa thể xác định chắc chắn khả năng lây truyền của B16172 ai 104 và đã gửi mẫu đến các phòng thí nghiệm ở Hong Kong để phân tích thêm. Biến thể Delta còn có tên gọi khác là B16172 là biến chủng của virus SARS-CoV-2, được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ vào cuối năm 2020. Biến thể Delta là nguyên nhân khiến ca COVID-19 trên toàn cầu tăng vọt, kể cả ở những nơi có tỷ lệ tiêm chủng cao. Ông Ziwadaza cho biết dòng phụ mới của Delta được phát hiện ở các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Nam của Sri Lanka, trong khi các biển thể khác được phát hiện ở các tỉnh phía Tây và thủ đô Colombo. 288 mẫu tại Sri Lanka dương tính với AI-104. AI-104 được tìm thấy trong quá trình thử nghiệm trên các mẫu bệnh ngẫu nhiên, ông Ziwadaza cho hay. Sri Lanka đang phải căng mình đối phó với các ổ dịch tại các tỉnh miền Trung và miền Nam do người dân không tuân thủ quy tắc phòng dịch quốc gia Nam Á hiện đã tiêm chủng đầy đủ trơn 61,8% dân số. Khoảng 160.000 người trên 60 tuổi đã được tiêm mũi vaccine Pfizer tăng cường, phát hiện đột biến mới của biến thể Delta. Các nhà nghiên cứu Sri Lanka hôm 19 tháng 11 phát hiện một dòng phụ mới của biến thể Delta, đặt tên là B16172, A104. Đây là biến chủng COVID-19 thứ ba có nguồn gốc từ Sri Lanka. Loại đầu tiên là B411, loại thứ hai là B16172 i 28, đây là cái thứ ba. Tiến sĩ Chan Imajiwada ra giá giám đốc khoa sinh học phân tử và tế bào của Đại học Sri Jayadimpur cho hay, giới trách y tế Sri Lanka vẫn chưa thể xác định chắc chắn khả năng lây truyền của B16172. Ai 104 và đã gửi mẫu đến các phòng thí nghiệm ở Hong Kong để phân tích thêm. Biến thể Delta còn có tên gọi khác là B16172 là biến chủng của virus SARS-CoV-2, được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ vào cuối năm 2020 biến thể Delta là nguyên nhân khiến ca COVID-19 trên toàn cầu tăng vọt, kể cả ở những nơi có tỷ lệ tiêm chủng cao. Ông Ziwadaza cho biết dòng phụ mới của Delta được phát hiện ở các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Nam của Sri Lanka, trong khi các biển thể khác được phát hiện ở các tỉnh phía Tây và thủ đô Colombo. 288 mẫu tại Sri Lanka dương tính với AI-104. AI-104 được tìm thấy trong quá trình thử nghiệm trên các mẫu bệnh ngẫu nhiên, ông Ziwadaza cho hay. Sri Lanka đang phải căng mình đối phó với các ổ dịch tại các tỉnh miền Trung và miền Nam do người dân không tuân thủ quy tắc phòng dịch. Quốc gia Nam Á hiện đã tiêm chủng đầy đủ trên 61,8% dân số. Khoảng 160.000 người trên 60 tuổi đã được tiêm mũi vaccine Pfizer tăng cường. Để xem chi tiết về tin này, mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này.